Xin chào quý nhà đầu tư đã trở lại chuyên mục điểm tin hàng ngày của ITP Club. Thông tin đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay là thông tin về công ty cổ phần Vincom Retail. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 thấp trong bối cảnh dịch COVID-19. Chúng tôi đã tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần Vincom Retail diễn ra ngày 23 tháng 6 năm 2021. Tổng cộng đã có 136 cổ đông được ủy quyền có mặt, đại diện cho 84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VGE. Cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2021 với tăng trưởng doanh thu 8% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 5% đạt 2,5 nghìn tỷ đồng. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 khiêm tốn chủ yếu là do tác động tiêu cực kéo dài của dịch COVID-19 đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. VGE dự kiến không chia cổ tức cho năm 2020, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Ông Nguyễn Thế Anh, hiện là trưởng ban kiểm soát của tập đoàn Vingroup, được bầu làm thành viên hội đồng quản trị mới thay bà Nguyễn Thị Dịu đã từ nhiệm. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể nào đối với hoạt động vận hành của VGE từ diễn biến này. Phần tiếp theo sẽ là thông tin công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, bứt phá dựa trên nội lực bền vững. Quan điểm đầu tư. Tình hình kinh doanh khởi sắc và kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Năm 2020, PDG đã ghi nhận 1.220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao nhất trong 3 năm trở lại đây nhờ vào việc bàn giao phân khu 2 và phân khu 9 của dự án Nhân Hội tại Bình Định. Sang đến quý 1 năm 2021, PDG thu về 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao nhất từ trước tới nay nhờ tiếp tục bàn giao phân khu 9 của dự án Nhân Hội, Bình Định. Trong năm 2021, chúng tôi dự phóng PDG sẽ ghi nhận 5.147 tỷ đồng doanh thu và 2.061 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ vào việc bàn giao một phần khu cao tầng phân khu số 4 và số 9 tại dự án Nhân Hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kỳ vọng PDG sẽ hoạch toán khoảng 600 tỷ doanh thu tài chính từ dự án Bình Dương Tower vào quý 3. Quỹ đất giàu tiềm năng. Phát Đạt hiện đang nắm giữ gần 470 hectare quỹ đất, tập trung tại các địa phương giàu tiềm năng về du lịch hay kinh tế như Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Quốc, Đà Nẵng. Chúng tôi đánh giá đây là hướng đi hợp lý của PDG trong bối cảnh tình hình bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh bị chững lại nhiều năm qua và giá đất các tỉnh vùng ven đang có chuyển biến tích cực. Đa dạng hóa ngành nghề để đón đầu các xu thế mới. PDG tiếp tục đẩy mạnh phát triển dựa trên năng lực lõi nhằm chủ động và linh hoạt sử dụng các nguồn tài chính, đồng thời tạo dòng tiền ổn định và bền vững lâu dài cho công ty. PDG cũng bước chân vào mảng bất động sản khu công nghiệp với khu logistics rộng 24 hectare gần cảng Cái Mép, vốn đầu tư dự kiến hơn 1.136 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PDG có kế hoạch phát triển thêm quỹ đất lên gần 6.000 hectare khu công nghiệp tại Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Dự kiến 2023 PDG sẽ bắt đầu có doanh thu từ hoạt động kinh doanh này. Ngoài ra, PDG cũng đang nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời với kế hoạch sẽ cung cấp 650 MW điện gió và 1.300 MW điện mặt trời từ đây đến năm 2025. Chúng tôi đánh giá đây là bước đi đúng đắn, khi Việt Nam dự kiến sẽ thiếu điện trầm trọng từ đây cho tới 2025. Và PDG với quỹ đất lớn ở miền Trung sẽ rất thích hợp để thực hiện những dự án năng lượng tái tạo này. Bên cạnh đó, PDG vừa thành lập công ty còn hoạt động kinh doanh mảng dịch vụ bất động sản với tỷ lệ vốn góp ban đầu là 51%, tương đương hơn 85,6 tỷ đồng với mục tiêu ban đầu là phân phối các sản phẩm của PDG và từng bước phân phối cho các công ty bất động sản khác. Định giá và khuyến nghị. Khuyến nghị mua vào và tăng giá mục tiêu lên 116.500 đồng một cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị mua vào đối với cổ phiếu PDG với giá mục tiêu 116.500 đồng một cổ phiếu. Lý do chúng tôi tăng giá mục tiêu so với lần trước là do một, thay đổi kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đến 2025, hai, đánh giá lại tiềm năng các mảng ngành, nghề khác mà PDG đang tìm hiểu triển khai. 3. IPS giai đoạn 2022 đến 2023 đang ở mức hấp dẫn do IPS tăng. Phần cuối chương trình sẽ thông tin về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Thái Hậu,
Công ty mà Phó Chủ tịch LPB ông Nguyễn Đức Thụy hiện sở hữu 24,6% cổ phần, đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,86% cổ phần. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7. Thông báo này cũng tiết lộ sở hữu hiện tại của ông Thụy tại LPB là 2,85%. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, ông Thụy đăng ký mua 32,5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu tại LPB từ 1.895% lên 4,92% trong thời gian từ 8 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021. Ngày 22 tháng 6 năm 2021, Thái Hậu thông báo đã bán thành công 719.400 cổ phiếu LPB, tương ứng tỷ lệ 0,07% để giảm tỷ lệ sở hữu về 0%. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị khả quan cho LPB với giá mục tiêu là 27.000 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là âm 6,3%. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.